Hello, xin chào toàn thể anh chị em và toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh Vân Hải Mobile, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ và mới giá rẻ. Bây giờ là về tối muộn của ngày 19 tháng 11 năm 2020. Bên shop em có ít mẫu sản phẩm mới, em lại lên video để cho các bạn được biết những sản phẩm shop em hiện có trong tối muộn ngày hôm nay. Thì các bạn nào mà đang có nhu cầu mà thay đổi điện thoại và muốn tìm sản phẩm yêu thích của mình thì mong các bạn xem mà ưng sản phẩm nào thì các bạn có thể liên hệ cho em theo số điện thoại là 0974497313. Các bạn có thể là vào Zalo thì bên em có thể nhắn tin, bên em có sự phản hồi và tư vấn cho các bạn. Thì hình thức mua bán bên em là ship cốc toàn quốc, và các bạn mà có thể ở gần, các bạn có thể đến shop em trao đổi cho tiện. Và bên em cũng có sự phục vụ và tận tình, như ở xa thì bên em có thể là téc máy cẩn thận thì khi trước khi giao hàng, và có cộng đặt cọc ship tùy theo từng sản phẩm. Thì bây giờ đã quay trở lại với trong video chính và sản phẩm, thì các bạn xem hôm nay bên em cũng có về ít sản phẩm như Samsung Galaxy Note 5. Hôm nay bên em có về có 5-6 cây máy Note 5, toàn máy đẹp các bạn nhé. Thì như sản phẩm như chiếc Note 5 như em đang giới thiệu cho các bạn đây là chiếc Note 5 mà bản gần đây các bạn nhé. Hình thức thì máy thì hôm nay thì toàn màn đẹp thôi, các bạn thấy không? Đấy, toàn màn đẹp nhé. Đối với chiếc sản phẩm đầu tiên này em sẽ đánh giá luôn nhé. Chiếc sản phẩm em đặt sản phẩm số 1 các bạn nhé. Hình thức máy thì không bị xây xước các bạn nhé. Samsung Galaxy Note 5 nhé, các bạn thấy không? Đấy, máy rất là đẹp luôn nhé, rất đẹp luôn nhé. Màn nhé, đối với cấu hình của Samsung Galaxy Note 5 này là RAM 4 bộ nhớ 32GB các bạn ạ. Máy bản Hàn nhé các bạn nhé. Thị trường Việt Nam mình, Samsung Galaxy Note 5 thì dòng Note thì đa phần lớn là 90% là bản Hàn các bạn ạ. Nên máy rất là chất nhá, màn đẹp nhá, máy không bị ẩm ố các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Nói chung là trước khi em đã giới thiệu cho các bạn thì em cũng đã cho sim và đã dùng thử và test hết các bạn ạ. Nên các bạn an tâm khi các bạn nhận, khi sử dụng các bạn chỉ việc lắp sim và các bạn sử dụng thôi. Máy cấu hình là RAM 4 bộ nhớ 32GB, dung lượng pin là trên 3000. Màn hình là AMOLED. Máy có hỗ trợ xem phim 2K các bạn nhé. Samsung thì các bạn rất là thích rồi. Để nói về xem phim, màn hình AMOLED. Cam thì rất là nét luôn các bạn nhé. Cam chính là 16MP nhé. Rất là đẹp. Máy Note 5 rất là phong cách các bạn nhé. Đối với sản phẩm này em đang bán với 2 triệu các bạn nhé. Sản phẩm cây số 1 em bán 2 triệu nhé. Tại vì cái sản phẩm này thì màn hình là nó bị chấm chấm một tí kính rồi các bạn nhé. Đấy. Cái này nếu mà không chấm chấm tí này em bán với giá là trên 2 triệu cơ. Nhưng cái này không phép không ảnh hưởng các bạn nhé. Em bán 2 triệu nhé, cái số 1 nhé. Và sản phẩm số 2 các bạn nhé. Nói chung máy toàn màn đẹp các bạn nhé. Sản phẩm cái số 2 này thì phím home này các bạn này, gọi là chắc một tí màu đấy các bạn nhé, ở phím home nhé. Còn đâu vỏ viết là ok nhé, với thiết kế là máy bầu nhé, bầu máy nhé. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé, cầm rất là chất luôn nhé. Các bạn mà đang dùng máy nào mới cảm dùng Note 5 này, các bạn cầm lên rất là thích luôn nhé. So với thiết kế rất là thích luôn, rất là chất nhá, rất là phong cách đẹp. Chiếc này không bị xây xước nhá, thì nó có chiếc này nó gọi là phe phẩy một tí ở chỗ bút các bạn nhá.
Chiếc này em bán với giá là 2 triệu 2 các bạn nhé. Đối với cây số 2 này em bán với 2 triệu 2 nhé. 2 triệu 2 nhé. Đây các bạn thấy không? Đấy. Keng luôn nhé. Cam chính là 16 mAh nhé. Dung lượng pin là trên 3000 các bạn nhé. Màn hình Super AMOLED chế độ xem phim hỗ trợ 2K. Đẹp. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Máy sản phẩm bên em thì có hỗ trợ như ốp này, sạc đầy đủ các bạn nhé. Đối với sản phẩm Note 5. Cái này em bán giá 2 triệu 2 nhé. Sản phẩm số 2 nhé. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Máy này phải được 98% các bạn nhé. Và đối với Samsung Galaxy Note 5 có sự thiết kế là có chiếc bút các bạn, khi mình không tiện sử dụng bàn tay, khi tay ẩm để ướt thì các bạn có thể dùng bút các bạn được nhé. Rất đẹp luôn nhé. Và sản phẩm tiếp theo là chiếc số 3 này các bạn nhé. Chiếc số 3 này. Nói chung là toàn màn đẹp các bạn nhé. Cây này thì nó bị trên vận chuyển bên phía bên kia về thì nó bị xây xước một tí ở khung ở viền đấy các bạn nhé. Ở viền này thì em bán cây này với giá là, đây các bạn thấy không, bình thường thì nhìn thế này thôi nhưng mà nhìn ký thì nó bị tí này, không ảnh hưởng các bạn nhé. Cây này em bán với giá là 1,9 triệu nhé các bạn nhé, màn đẹp căng luôn nhé. Giá bán bằng tiền bằng bằng màn hình các bạn nhé. Thế các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn nhá, rất là chất. Cái này bán giá 1 triệu 9 các bạn nhé. 1 triệu 9 này, cây số 3 nhé. Và sản phẩm tiếp theo, chiếc màu vàng này các bạn nhé. Chiếc màu vàng này là máy men zin, màn zin các bạn nhé. Nói chung là tất cả đều đẹp nhé. Mỗi tội là vỏ đằng sau thì gọi là nó hơi hở một chút các bạn nhé, không đáng kể nhé. Cái này em bán với giá là 1,9 triệu nhé các bạn nhé. Cái này em bán là 1,9 triệu nhé, cây số 4 này, 1,9 triệu các bạn nhé. Các bạn thấy không, máy không bị xây xước các bạn nhé. Cái này gọi là hơi hơi hở hở, nói chung là hở tí răng thôi các bạn nhé. Nói chung là tất cả đều đẹp nha, em cũng đã kiểm tra hết rồi các bạn nhé. Cái này em bán giá 1,9 triệu nhé, cây số 4 nhé. Cái này em bán với giá 1,8 triệu nhé các bạn nhé, cây số 5 nhé. Cây số 5 này 1,8 triệu nhé. Cây này nó bị chắc một tí viêm đấy các bạn nhé. Máy màu gold nhé. Đây các bạn thấy không? Keng luôn nhá. Cái này em mà dán 1,8 triệu nhá. Màn đẹp nhá các bạn nhá. Mối là chắc một tí này thôi nhá. Chúng nó sau rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo em xin giới thiệu là Samsung Galaxy A8 Plus các bạn nhá. Samsung Galaxy A8 Plus. Máy bản công ty 2 sim các bạn nhé. Máy bản công ty 2 sim. Máy màu gray các bạn nhé. Hình thức là máy là không khung nhôm, so với thiết kế là khung nhôm, vỏ nhôm các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Xương là không bị xây xước gì các bạn nhé. Máy rất là đẹp luôn nhé. Các bạn thấy không? Đối với vỏ nhá, vỏ sau là bị phe phẩy lông mèo một chút các bạn nhá, có như là máy nguyên bản đấy. Em đã bóc test này. Màn hình là màn zin nhá, men zin nhá, vỏ zin nhá, máy bản công ty 2 sim với cấu hình là em đã kiểm tra là máy là RAM RAM 6 các bạn nhá. RAM 6GB.
RAM 6GB, bộ nhớ 64GB các bạn. Máy rất là cấu hình rất là khủng luôn nhá, A8 OLED nhá, Samsung, mà màn hình là AMOLED nhá. Máy có hỗ trợ sạc nhanh. Cam chính là 16 MB nhá. Các bạn rất xem rất thích luôn nhá. Màn hình là 6.0 inch nhá, 6 inch các bạn nhá. Máy có hỗ trợ sạc nhanh. Rất là thích luôn các bạn. Các bạn mà dùng sử dụng máy A8 Bluetooth này, các bạn có thể là dùng trong công việc, hoặc các bạn trẻ có thể là dùng trong ứng dụng chơi game hoặc lướt web thì nhanh thôi rồi luôn các bạn nhé. Rất thích luôn máy A8 Bluetooth nhé. Các bạn mà đang sử dụng máy nào mà chuyển sang mà sử dụng máy này thì cấu hình rất là khỏe, rất là thích, rất là bền các bạn nhé. Các bạn thấy không? Máy có chế độ là nhận diện khuôn mặt và mở khóa bằng vân tay các bạn nhé. Rất là thích luôn nhé. Chân sạc Type-C nhé các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo là Samsung Galaxy Note 8. Hôm nay bên em cũng có đôi cây, nhưng mà em cũng có khách đặt mất một cây rồi thì em không dám giới thiệu, nhưng có một cây thì em giới thiệu cho các bạn nhé. Thì đối với sản phẩm Samsung Galaxy Note 8 này, cây hiện tại là máy là gần đây các bạn nhé. Máy em đang giới thiệu cho các bạn là máy bản gần đây nhé. Màn hình lưu ảnh có một chút lưu ảnh các bạn nhé, nhưng mà màn rất là đẹp nhé. Mỗi tổ chút lưu ảnh thôi. Cây này em bán với giá là cả phụ kiện là em thanh lý cho các bạn là 3.8 triệu các bạn nhé, 3.8 triệu nhé. Các bạn thấy không? Rất là thích luôn nhé. Các bạn có thể là máy các bạn có thể là chuyển sang chế độ dùng ban đêm ban tối được nhá. Rất là thích luôn các bạn nhá. Máy so với thiết kế là công ty là thiết kế là máy chăn viền nhá, dòng Samsung Galaxy Note 8 này. Máy bản thiết kế chăn viền nhá. Máy bản Hàn được lên 2 SIM các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không? Các bạn dùng máy đối với sản phẩm này RAM cấu hình là RAM 6 bộ nhớ 64GB này thì bộ nhớ rất là cao mà RAM rất là khỏe nhá. Các bạn có thể dùng trong ứng dụng và trong công việc thoải mái nhá. Với thiết kế là cam có cam kép nha các bạn nhá. Rất là quay phim chụp ảnh rất là nét luôn các bạn. Với 24 MB nhé. Máy dung lượng pin là 3.300 các bạn nhé. Máy có hỗ trợ sạc nhanh nhé, ăn dòng chuẩn nhé. Màn hình 6.3 inch các bạn ạ. Máy này em có phụ kiện đầy đủ cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo là Samsung Galaxy Z5 nhé, Z500 các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Trước này em bán với giá là 1 triệu nhá. Máy keng nhá. Máy đẹp 99% nhá. Em bán hai chiếc này là 1 triệu các bạn nhá. Cấu hình là RAM 1.5 nhá. Máy ăn dòng chuẩn nhá. Dung lượng 8GB nhá. Máy bản 2 SIM công ty nhá. Các bạn có thể là có máy Z500 này, các bạn có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài các bạn nhé. Nhưng các bạn an tâm về bộ nhớ nhé. Đấy các bạn thấy không? Như dòng Samsung Galaxy Z5 này 00 này là máy là loa to sóng khỏe nhé các bạn. Nghe nhạc hay nhé. Máy rất là nhỏ gọn nhưng mà chắc chắn các bạn nhé. Máy pin rời nhé. Đấy các bạn thấy không? Đẹp keng luôn, máy 99% luôn như trong hộp mới ra nhé. Camera rất là nét là 10 cam chính là 13 MP nhá. Màn hình 5 inch nhá. Các bạn có thể làm máy phụ và cho các cháu nhỏ ở nhà có thể là dùng để quản lý trong việc học tập các cháu rất là tiện nhá. Các
Các bạn có thể dùng làm máy phủ rất là thích luôn nhá, rất là bền nhá. Em bán đồng giá là 1 triệu các bạn nhá, rất là rẻ nhá. Máy màn hình AMOLED nhá, giá bán là bằng màn hình luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy cũng rất là đẹp luôn. Samsung thì rất là bền. Và trở lại với video thì bên em hôm nay có hai chiếc Samsung, quên, chiếc iPhone 6 Plus nhá. Chiếc này iPhone 6 Plus này. Máy 6S Plus nhá. Chiếc này em đang cầm đây là 6S Plus này. 6S Plus nhá, bản hiếm nhá, bản VN nhá các bạn nhá. Đây có một vị khách thông của một vị khách đặc biệt nhá. Của một vị cán bộ nhá, các bạn nhá. Thì họ thay đổi thì em đã thâu lại được, em cho các bạn xem nhé, bản VN nhé, máy bên bao zin cho các bạn nhé, máy em đã kiểm tra là full xanh nhé, để các bạn thấy không, viền rất là đồng đều luôn, màn hình các thứ là zin keng luôn nhé. Bản 32GB, bản VN bản 32GB nhé, em bán với iPhone 6S Plus bản 32GB này là em bán bây giờ là 3 triệu 6 các bạn nhé, 3 triệu 6 các bạn thấy không. Các bạn có thể là đi mua ở đâu mà được một sản phẩm này thì rất là đặc biệt luôn. Thế các bạn thấy không? Máy này. Còn dùng còn cả dán riếc đầy đủ nhá. Bảo vệ rất là đẹp nhá. Dùng rất là giữ máy không bị xây xước các bạn nhá. Thế các bạn thấy không? Dùng con này thì thôi rồi luôn. Rất là sướng. Và sản phẩm tiếp theo là em có cây Samsung iPhone 6 Plus nhá. Bản 64 GB nhá. Nhưng mà máy tình trạng là mất vân tay các bạn nhé. Máy mất vân tay nên cây này em thanh lý với giá là rẻ nhá. Mất vân tay thì em thanh lý với giá có 2 triệu các bạn nhé. Kèm theo phụ kiện nhé. Thế các bạn thấy không? Tình trạng các bạn giá 2 triệu máy một phát tay. Và sản phẩm tiếp theo và cũng là sản phẩm cuối cùng hôm nay em cũng thâu được bên một shop shop lớn là có một vị khách vị vừa mới mua sản phẩm này nhưng vị cũng do hoàn cảnh họ để lại cho shop là họ vừa mới mua nhưng họ chưa chưa dùng và hộp phụ kiện đấy các bạn nhé, họ mới cũng chỉ có đăng nhập với cả ứng dụng thôi nhưng mà họ cũng chưa dùng. Thì chiếc Oppo A93 các bạn nhé, Oppo A93 nhé, đây các bạn thấy không, rất là máy là cũng vừa mới mua mua các bạn nhé, Oppo A93 nhé. Máy tình trạng đây nhé các bạn nhé, các bạn xem nhé. Oppo A93 này là có chip là P95 mạnh, rất là mạnh của các bạn nhé. Cam rất là ấn tượng với cụm 4 mắt các bạn nhé. Cụm 4 mắt. Rất là thích luôn các bạn nhé. Rất là thích luôn. Cấu hình rất là cao nha các bạn nhé. Để các bạn thấy cấu hình không? RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB các bạn ạ. Với màn hình là 6.4 inch các bạn nhé. Máy có chế độ mở khóa bằng vân tay ẩn nhé, 3.0. Dung lượng pin là 4.000 các bạn nhé. Với cam tổng cam là 48 MP nhé. Rất là chụp ảnh thì ra ngoại thì thôi rồi luôn. Đối với sản phẩm A93 này là giá thị trường đấy các bạn nhé. Cái bản này vừa mới em vẫn còn hóa đơn đầy đủ các bạn nhé. Là vừa mới mua từ hôm 19 tháng 10 năm 2020 này. Hôm nay là mới cho là tròn 1 tháng nhé. Với giá là máy hiện tại bây giờ vẫn trên 7 triệu các bạn nhé. Cây này em bán với giá là 5 triệu 2 các bạn nhé. Cả hộp phụ kiện đầy đủ nhé. Các bạn thấy không? Đấy.
Có hóa đơn đầy đủ nhá. Máy keng luôn nhá. Hộp đấy các bạn. Các bạn yêu thích sản phẩm này thì các bạn có thể mua sản phẩm này với giá em vừa nói đấy thì rất là rẻ. Rẻ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Các bạn với giá 5,2 triệu nhá đối với sản phẩm Oppo A993 nhá. Máy chính hãng luôn các bạn nhá. Có hóa đơn đầy đủ các bạn nhá. Đây các bạn xem đây, cấu hình đây. Vừa vị khách đấy vừa mới đăng nhập ứng dụng thôi. Còn nó chưa kịp sử dụng nhá. Giá rất là đẹp nhá. Và em xin kết thúc video tại đây thì mong các bạn xem và ủng hộ cho em và nhớ vào kênh YouTube mục tìm kiếm là Vân Hải Mobile. Các bạn có thể đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo để bên em có sản phẩm bên em lên video. Mong các bạn xem và ủng hộ kênh giúp em thì bên em sẽ phục vụ các bạn tốt hơn. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon nhé. Chào các bạn nhé.